Vâng em, Đức Nam xin chào cô chú anh chị và toàn thể quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Các bạn ơi, thì trong 2 ngày em Nam không ra video ấy, thì là ở công trường của Nam thì trời đang mưa các bác ạ. Nhớ mọi người nhé, trời mưa nên là mấy anh em thợ nghỉ. Cũng do là nghỉ mưa và cái nữa thì cũng do là từ ngày khởi công làm một mạch đến hôm lên hết tường luôn. Thì nói chung ra thì anh em thợ cũng đã mệt, thì cũng nghỉ một ngày, sau đó thì lại là trời mưa. Lại trời mưa 2 hôm rồi, hôm qua và hôm nay, có lẽ là hôm nay nó cũng mưa cả ngày luôn á. Giờ thì trong buổi sáng sớm, rất là sáng thì em Nam ra quay lại video, quay lại ghi lại hình một chút cho cô chú anh chị và cùng toàn thể quý vị khán giả xem lại tiến độ của công trình em Nam làm đến đâu rồi. Đây thì đó, đá lên hết tường và ra hết cửa kia. Bây giờ đang chờ trời mà nó tảnh hơn ấy, thì anh em thì đã tiến hành đổ cái hiên tây bên kia. Đổ hiên tây đằng trước kia. Đổ hiên tây xong là mới tiến hành thu hồi nhá các bạn ơi. Giờ đang chờ đổ hiên tây thì mới thu hồi được. Quý vị và các bạn đã thấy đấy, qua đêm mưa rất là to nên nước còn ngập, vẫn đang ngập ở trên này, là thành vũng nước nhiều, rất là nhiều, có nước rất là nhiều luôn này. Các bạn thấy ở suối dưới kia này, suối dưới kia nước bây giờ nó đã tràn qua trên cái cầu tràn bên kia rồi, tràn qua trên cầu rồi các bác. Nhưng mà hôm nữa nước rất là ít thôi, nước chạy ở dưới cầu cơ. Hôm nay như sáng nay thì nước đã ngập, đã tràn qua trên cầu rồi. Đây các bạn ơi, đây là ở phía mặt tiền, mặt trước đây. Mặt tiền là em, đây cũng do em thiết kế, tự thiết kế làm cho gia đình thôi. Đó. Bên này em thiết kế là xây chồi ở cái chỗ này ra, và sau này em cũng đã bày kế cho chủ nhà, sau này ở trong này sẽ là đặt cái bàn uống nước ở trong này, nó rất là tiện lợi, và làm cái chỗ bàn uống nước ở bên này. Anh em thở ăn ngủ nghỉ ở đây. Phía bên trong chỗ bàn uống nước đây, và nhà thiết kế 3 cửa đi các bác ạ, 3 cửa đi 2 cửa sổ luôn. Cửa chính ở đằng này đây, đây là bên này là cửa chính và thêm một cửa vào này. Đây là một cửa đi ra bên nhà bếp. Đó thôi. Ở đây có chú anh chị ạ, thì sau mấy ngày trời mưa nghỉ mưa nên là cũng lên mặt khẩu. Đó, buổi chiều hôm kia thì anh em thợ cũng đã tiến hành đổ nốt 2 cái cột này để đổ cái hiên tây ra ngoài này các bác. Đây, là xong. Vì đằng này sẽ có một cái cửa đi nữa thì em sẽ đổ cái mái hiên tây này để trang trí cho nó thế nào hợp lý cho đẹp các bác ạ. Và mà đằng trước này thì cũng phải ghép đổ hiên tây này các bác ơi.
Này anh em thợ thì đang tiến hành ghép vào cái hộp rầm. Ghép hộp rầm xong là sẽ bắc máng lên, xong là sẽ tiến hành ghép bút pha để đổ lên tây nhé các bác nhé. Giờ anh em thợ thì đang dùng máy cưa để cắt gỗ ván ấy, nên là rất là ồn. Tiến hành ghép hộp rầm này, thanh niên này dùng máy cưa cắt rất là ồn luôn. Bác biết khổ cả nhà không? Có bác thì biết đấy, bác nào mà cùng dân tộc thì cùng nùng biết là hổ thay dài là cái gì thôi. Cái ván cốt pha không được chuẩn các bác ạ, nên là cái giai đoạn mà để ghép cái hộp rầm này nó rất là khó khăn. Đây các bạn ơi, xong buổi sáng thì anh em ghép hộp rầm thì buổi chiều cũng đã được chống cái hộp rầm lên hết rồi các bác nhé. Chiều nay chống hết hộp rầm thì mai sẽ bắt đầu ghép cái trần nhá các bạn ơi. Đây các bạn ạ, em phải đứng từ một đằng xa hơn một chút thì mới có thể là nhìn bao quát hết được cái căn nhà luôn các bác nhé. Giờ hộp rầm thì đã được treo lên hết rồi, chống lên hết rồi. Trong sáng ngày mai thì sẽ là tiến hành ghép cái trần nhé. Sẽ đưa quý vị khán giả đi vào gần một chút xem là khi là khán giả sẽ là hỏi vì sao mà Năm lại thiết kế cái căn nhà này nó như này phải không. Đó. Thì nó như này thì để tới này hoàn thiện xong ấy thì quý vị khán giả thì mới nhận ra rằng là mình làm như thế thì nó kiểu hình ra gì thì nó mới ra nhá các bạn nhé. Do cốt pha thiếu rất là nhiều nên là cái tiến độ ghép rất là chậm luôn. Cứ phải đéo từng cái tấm ván một đấy các bạn ạ. Cứ phải đéo từng tấm một xong rồi mới chọn ra thì mới ghép được một cái hộp như vậy, nên là nó mất cái thời gian rất là nhiều. Đấy. Có lẽ là em Năm sẽ dừng video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả và cô chú anh chị trên video tiếp theo.